Chào mọi người, chào các anh chị em Vọc Sĩ nha. Hôm nay mình cho anh chị em coi cái cặp máy cổ ha, máy bằng cối cổ hiệu Sony. Này nó xài bằng cái dạng động cơ ha. Dạng cơ. Mình thì hai cái thì mới tháo ra gập lại được một cái à. Tại vì mấy cái bánh nhông ở trong nó mòn á, lâu ngày nó bánh nhông cao su đó, nó mòn nó bể. Rồi dây cu loa lỏng, thay dây cu loa, rồi nói chung là mấy cái lò xo đều cũng phải căng lại hết. Rồi mấy cái mơ bò cũ á, nó khô cứng, lâu ngày nó cứng á, rồi cũng phải chùi hết cái mơ bò cũ ra, rồi thay cái mơ bò mới, rồi vô nhớt mới lại, chạy để nhám mịn mấy cái trục mà nó bị ăn mòn rồi đó. Nói chung là làm cũng chua, hai cái làm cũng sửa cũng 6-7 tiếng giờ mới xong, sáng giờ mới xong. Thì hai cái thì gom lại được một cái. Nói chung là mấy cái đồ này, mấy cái đồ phạt của nó đó, mấy cái dụng cụ của nó xài bây giờ nó hiếm lắm, tìm không ra đâu đó. Tìm trên mạng là phải canh liên tục mà, chứ ra là có người ta lượm lá hết à. Với lại mấy cái này thì nói chung nếu mà chuyên mà sửa về mấy cái này thì mình giống như bóc món này bỏ qua món kia đó thì mình thay thế được, chứ còn nếu mà có một cái hoặc là nhiều khi 3-4 cái luôn cũng không có ráp lại được một cái. Để nó thiếu chúng cái đồ mà nó đặc biệt quá thì ba cái nó đều mòn như nhau, tại cái thời gian nó làm cũng giống nhau đó, cho nên nó đều mòn hết là cũng không có mà thay được. Mà cũng hên là ba cái này thì hai cái này thì gộp cho được thành cái đó. Cái này là nó dạng như cái vali ha, nó hai, đây là hai cái ha, có cái quay sách ở trên nè, quay sách, rồi cái này để nằm xuống cũng được, mà để dựng đứng cái chiều này cũng được, rồi dựng ngược lại cái chiều này cũng được ha. Đó, nó có hai cái chân ở trên, hai cái đầu hai bên đó, hai đó để mình để xuống dưới để lên cái bàn á, mặt bàn đó. Đó, hoặc là để nó nằm xuống. Thì hai cái nắp đó là hai cái loa, trong đó là có hai cái dây loa kéo dài ra khoảng chừng khoảng 1 mét ha, 1 mét cho mỗi bên mỗi dây, rồi thêm một cái dây điện power trong đó nữa. Thì mình sẵn đây quay cảnh toàn thể luôn cho các anh chị em xem cho vui ha. Nếu ai có cái máy này hoặc là coi cho biết, sau này có gặp thì biết là đã có coi cái video mình qua ha. Hiệu Sony làm của Nhật ha, năm 1963. Nghe sửa lung tung để đóng đây. Cái này là bên hông của nó ha, bên hông của nó là cái loa này. Đó là loa trong nha. Còn hai bên này là cái loa này khác nữa. Đó, loa trong. Có loa trong loa ngoài nha. Này nó đặc biệt cái gì đó. Đây là mặt sau của nó. Mặt sau nó thì nó có một cái motor, nó có làm cánh quạt luôn ha. Nó làm cánh quạt để mà nó thổi cái hơi nóng ra luôn. Đây cái mạc của nó nè. Bên hông, hai bên hông là hai cái loa trong, cái loa trong. Cái này để câu dây ra một cái loa khác. Ok, thì ở trên nó giống như cái vali để sách đi gì đó. Trên này nó có hai cái mũi tên mà để ở đây nè, đó bật vào đây, lấy nắp này ra. Bên đây cũng một cái móc ha, đó. Như cái vali gì đó, để mình nghiêng mình mới lấy ra được. Ok, đây là trong cái thùng của nó nè. Hai cái nắp hai bên này là nó có hai cái loa. Này nó kêu là loa ngoài ha. Đây. Đây là loa ngoài. Ngoài tức là mình nghe, mình cắm vô để mình nghe loa này đó. Thì đây nó làm khoảng chừng dài 1 mét nha. Rất cấm nè. sau này ha. Mấy này là nó lâu lắm mà nó còn gì được ngon rồi đó. Hai nắp là hai cái loa ra ngoài rồi, tức là mình tháo rời ra mình cắm đó. Khi mình xách đi như gì đó thì nó lại cái chữ Sony đó, cái mặt cái hiệu của nó lại nằm xuống dưới ha, ngược xuống dưới, nên là bây giờ mình lật qua lại gì đó, mình lật qua lại gì là mình mới điều chỉnh được cái volume hay này kia đồ, nút đồ này kia, chứ không là để gì nó ngược ha. Rồi đây là lật nó lên nè. Đây cái này là để mà mình chỉnh cái tốc độ của cái băng. Cái loại mà băng nhỏ đó là băng là 1/7/8 ha. Tương đương với lại 4.7 15 cm. Còn tốc độ vừa trung bình đó là nó là 3/4. Tương đương với 9.5 cm. Và tốc độ nhanh nữa là nó là 7. Cái băng bự đó, băng 7 1/2, nghĩa là to 18 cm đó. Tính theo tốc độ băng bự băng nhỏ. Này nó có cái nút lót chỗ này để mà mình thu mình chọn xuống mình thu ha. Bấm hai nút đỏ này vô. Chừng nào sẵn sàng rồi bật cái này qua một bên. Đó, bật cái nút này qua. Khi nào sẵn sàng xong mình mở cái lót này lên cái là nó thu thôi, nó chạy thôi. Đó, ở đây thì nó có bên cái này để chỉnh chép. Nút đầu tiên đây để chỉnh chép ha. Kế tiếp là chỉnh bass. Rồi qua bên đây là loa một loa bên trái hoặc là một loa bên phải. Hoặc là để giữa là stereo ha, hai loa luôn. Ở dưới cái nữa là nó nút này nút volume. Đây là nút power ha, nút mở on off, mở lên. Và speaker on off. Đó. Off là chắc khi mà off cái speaker này thì nó ra hai cái loa bên hông hay gì đó mình không biết, mình chưa có thử nghe hai loa bên hông ha, mình nghe cái loa kia thôi. Trong quá trình mình sửa thì mình không có băng bự đi, mà mình thấy băng bự nó nặng á, nó nặng với lại nó lên kềnh á đó, nó lên kềnh, cho nên là mình xài hai cái băng nhỏ cho nó, mình bóc ra bóc vô đó, bóc ra bóc vô mình để cho nó dễ đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Này hai cái mic thu vô, cái mic của nó mình cũng có luôn ha, micro á, cắm vô lúc hai cái luôn, cắm vô là để thu, có hai cái chấu á, cắm vô để thu. Này volume để vặn cho nó cái lượng mà mình cho âm thanh từ cái mic đó vô trong này lớn hay nhỏ đó. Bên này là dàn thu, nắp đại lại. Model nó là CO 530 Solar Stick ha. Ok. Rồi còn cái này thì khi hát thì bật qua hát, bật qua quay nhanh. Rồi chỉ vậy thôi. Này cái phần mặt sau của nó thì nó có một cái hộc đây ha. Có cái hộc đây, hai cái chốt mình bật xuống để mà mình nó lấy cái dây power ra, cái dây cắm điện á, dây cắm điện nó giấu trong cái hộc này. Rồi cái hộc cái bên này là nó để cho mình câu dây vô. Cái này aux input, tức là mình lấy từ cái âm thanh từ cái điện thoại hay computer mình bỏ vô đây, gắn vô đây channel 1 và 2. Cái này gắn mấy ấy thôi, mấy lỗ cắm điện thôi. Này cái điện chính của nó nè, power supply, tức là mình lấy cái này nè đó, lấy cái đầu này cắm vô đây, rồi còn cái đầu còn lại đây thì mình cắm vô trong cái vách tường điện nhà mình. Vì sau này thì nó để ra hai cái speaker mình để ở đây thì mình đang nghe cái loa ngoài, hai loa tí nữa mình cắm vô hai lỗ này Đó, nhưng mà để coi thử coi tí mình để gì bật qua đây coi nó có nghe hai loa bên hông hay không ha, mình chưa có thử. Hiệu đóng mạc của nó ha. Lâu đời lắm rồi, mạc đủ còn mới hết ha. Này mạc nhôm, nhôm in lên trên nhôm luôn. Rồi đó là phần sau gì thôi. Bây giờ mình lấy dây ra mình cắm cho anh chị em nghe thử cho vui nha. Chờ chút. Rồi sẵn đây mình bật qua đây mình nghe cái loa của hai cái loa của bên hông nằm ở trong này ha, chứ hiện tại là mình chưa gắn nè. À, hai cái loa hai bên là cái rắc cắm vô đây nè, thì tí nữa mình sẽ bật cái công tắc nó gạt qua một bên. Em thử nghe cái loa trong thử sao ha. Đó, ngửa gì cho dễ thấy đi. Ok. Này chưa có câu dây vô. Ơi chào hết mọi người nhá, hẹn gặp anh chị em những video khác. Ok, để mình qua mình tắt. Bye bye.